Alo, Quang Đẩu xin chào tất cả các anh em lòng xa, bạn bè trong nước cũng như ngoài nước, và trên Facebook cũng như trên YouTube. Ngày 22 tháng 10 năm 1958 là ngày mình được sinh ra, và hôm nay là 22 tháng 10 2023 là mình đã tròn 65 tuổi Tây. Và đến hôm nay thì râu ria mọc, nếu mà vợ nó ra rồi ô trời, tóc tai coi như 2 năm nay rồi chưa có hết. Dạ, răng thì cũng rụng rồi. Và cũng xin thành thật là cảm ơn các anh chị em, bà con cô bác gần xa đã có những lời chúc tốt đẹp đến ngày sinh của mình, và mình xin cảm ơn anh em, chị em, bạn bè gần xa một lần nữa. Xin chúc mọi người là sức khỏe dồi dào và vui vẻ an lành trong công việc thành công tốt đẹp. Xin chào các bạn, và mình sẽ quay lại những cái dữ liệu mà các anh em đã chúc tụng mình trên Facebook. Và xin cảm ơn, xin chào. Đây cũng là cái bài mà được của mình, cũng là cái nơi mà mình với anh nhạc sĩ Nguyễn Điệp cũng đã ngồi ở đây ăn sáng khi anh về thăm gia đình mình, tâm sự hàn huyên. Một lần nữa mình xin chào các anh chị em. Happy birthday!